2. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình viên tàu lao chào với tàu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên này. Còn đây là Lip Pro và Lip Pro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, xe đồng mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À, các bạn xem video của Lâm Hải xe và le và xe, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đi chụp hình ông kính Lâm là Thành Lương, còn gọi là Lương Tato. Còn bên kia là Mắc Kiên, tiếp tục ghi cho mã cho so cao 1m86, quê đốc Bên Kiều, tháp 10 Mỹ An, mã cho so. Đứng bên này xong bên kia dùng nữa thôi. Cái chân của Machado quá ghê. Có thể nói hiện tại bây giờ cái chân của Machado là một trong những cái chân hay nhất miền Nam hiện tại bây giờ, cùng với cái chân của bộ đội Úc đẹp trai. Quá khó cho Thi Béo và Lương Tato. Hai công nghiêng về cho mã cho cho. Quá ghê cho mã cho cho. Có thể nói một buổi chiều mã cho cho quá phong độ. Ba không, một ba, có thể nói một pha kết thúc quá hay của Lương Tato. Lương Tato là một cầu thủ trẻ đang lên. 1-3 mui bay. Lại là cái chân quá hay của Lương Tato, đẳng cấp. 2-3, một pha chặt nửa đầu vừa rồi của Lương Tato quá hay. À, Lương Tato trước đây cũng là một trong những đối thủ của Lâm tại sân Gò Sòi cũ. Còn hiện tại bây giờ Lương Tato đang quá phong độ, đã Lâm ói cơm ói canh rồi. 2-3 Big Bay, 2-3 cơ hội phản công cho Lương Tato, đẳng cấp của Lương Tato. Ba đều bay bay, có thể nói quá hay, một pha cảm giác quá tuyệt vời cho Lương Tato. Ba đều một pha mau bên cho Lương Tato. 4-3 sau khi Mắc Kính và Mã Cha Cho đi cơ 3 và Lương Tato và Thi Béo đã đi cơ 4 lại rồi. Buôn bay quả hay cho Lương Tato, tiếp tục cho Lương Tato. Lại là pha nửa đầu của Lương Tato quá hay. 5-3 Lương Tato bật nhảy quá khó chịu các bạn ơi. Lương Tato quá tuyệt vời. Lương Tato quá tuyệt vời. 5-3 quá hay cho Mai Cha So, tiếp tục. Lương Tato đang rất hưng phấn rồi, lẩm banh, lại là cú chặt nửa đầu quen thuộc, lại là động tác quen thuộc chặt nửa đầu vừa rồi của Lương Tato.
4 năm. À, các bạn anh em sân Tân Tiến Cai Lậy nha, đặc biệt là cái nhóm của chủ trường đua Minh, Vũ Minh, Messi, Trung Trinh. À, các bạn Cai Lậy hãy xem các anh em gò sòi chơi bóng như thế nào. Các bạn dưới đó cái kỳ quá ghê và đầu dò cũng quá ghê gớm. À, chúc cho tất cả mọi người đam mê bóng chuyền chế, đặc biệt là kèo đầu dò, luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bây giờ 2024 hầu như kèo chế đã lên ngôi tuyệt đối rồi. Kèo tay hiện tại bây giờ cục tay hết rồi. Lại là một pha quá hay rồi của Lương Tato. Quá đẳng cấp cho Lương Tato. 4-6, 3-6-4, 6-4. Quá hay cho Lương Tato, một pha cố gắng kỳ đồ của Lương Tato. Lại là pha chặt nửa đầu của Lương Tato. Quá hay. 7-4. Tại đó Lương Tato bật dậy quá cao, xử lý quá hay. À, nhóm bên kia hiện tại bây giờ là Phước Tim, Xỉn Xỉn. À, các cầu thủ rất đẳng cấp đầu dò đang ngồi bên kia. 7-4. Quá hay cho Lương Tato, một pha bọc lót của Lương Tato. Lại là cái chân của Matasho, vẫn còn. Đẳng cấp tiếp tục cho Lương Tato. Tranh thủ thời gian Lip Pro và Lip Go. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đồ mỏi vai gáy 145.000 một chai. Quảng cáo hoài không thấy ai mua hết các bạn ơi, toàn là quảng cáo rồi. Tám bốn. Tám tư. Lại là cái chân quá hay của Lương Tato. Quá hay. Động tác lừa vừa rồi của Lương Tato quá hay các bạn à. Các bạn nào trước đây xem Thanh Nhỏ từng đánh động tác thấy Lương Tato cảm giác như là giống giống như động tác của Thanh Nhỏ. 9-4. Rambun Bun. Lại là Lương Tato quá hay. 10-4. Hai pha liên tiếp vừa rồi của Lương Tato thật sự quá hay. Một pha trẻ vừa số 6 vừa rồi của Mã Cho Son quá tuyệt vời. Lương Tato bất lực pha bóng vừa rồi. Năm ơi. Lại là Mã Cha So phát bóng ra ngoài. 11-5. Mười hai năm. Mã Cha So. Lại là pha chặt nửa đầu quen thuộc vừa rồi. Một pha chém nửa đầu vừa rồi của Lương Tato.
6-12. Mười ba sáu, quá hay cho lưu ta tô. Bây giờ tính ơi, anh với Dương Bị với ai nữa được không? Ba người được không? Anh Dương Bị với người nữa, hai cây giờ tính đâu? Hả? Thì bây giờ để làm bắt chị vô thôi, đâu hay đâu vậy? Thôi được không? Thôi nè, thôi với người nữa được không? Kết thúc chương trình đại chương trình đi hết mã cha cho ói cơm và ói canh. Xin chúc mừng Lương Tato và Thi Béo, quá hay trên bóng này. Các bạn thấy hay nhớ share và le và share, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây là Sơn Già, một trong những cặp giò, một cái ổi đầu giò solo hiện tại bây giờ rất hay. Vòng vòng Sài Gòn nha các bạn, vòng vòng Sài Gòn. Sơn Già đang cầm quả bóng, cặp chân đầu giò một cái ổi và đầu giò solo. Sơn Già, Sơn Già.